Các bác thân mến, ở video clip lần này em sẽ phối ghép và giới thiệu đến các bác về một bộ cấu hình nghe nhạc để các bác có thể tham khảo nghiên cứu về bộ cấu hình này. Trước hết thì các bác nhìn thấy gồm có cặp loa JBL L100 Century phiên bản chéo hàng. Đây là một trong số những mẫu model rất là nổi tiếng được những người chơi audio đánh giá rất cao về chất âm của dòng model này. Và đối với dòng model này thì bên cửa hàng của chúng em cũng đã có rất nhiều những phương án phối ghép khác nhau kết hợp với những chiếc âm ly Luckman như dòng 309V, rồi là 505UX, rồi là những dòng 507S2 La Mã hay là những dòng Acouphase. Các bác cũng đã được nghe và thưởng thức chất âm ở những video clip đó rồi. Còn ở video clip lần này thì em sử dụng một chiếc âm ly đến từ thương hiệu Marzahn có mức giá rất là bình dân thôi, có mức giá là 9 triệu đồng kết hợp cùng với cặp loa này để giới thiệu và test âm gửi đến các bác để các bác có thể tham khảo. Và sau đây thì em sẽ cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể về tình trạng của từng mẫu sản phẩm. Các bác nhìn thấy về cách thiết kế của dòng JBL L100 Century thì các bác nhìn thấy nó sử dụng 3 đường tiếng, một loa bass có đường kính là 30cm, một loa trung giấy có đường kính vào khoảng 12,5cm và một loa chép giấy có đường kính vào khoảng 3,6cm. Điểm đặc biệt thì các bác nhìn thấy cặp loa này vẫn còn nguyên cả tem cờ, một cái ưu điểm. Và thứ hai nữa, đây là cặp loa có số seri liền kề nhau. Về tình trạng thì các bác thấy rất là tuyệt vời, các tuyến loa thì rất là đẹp. Xung quanh thì các bác thấy được bố trí thùng màu vàng vân gỗ. Cặp loa này thì nó có chiều cao vào khoảng 70, ngang vào khoảng 37 và sâu vào khoảng 32. Một chiếc loa này có trọng lượng lên tới vào khoảng trên 20kg và dòng này thì có trở kháng là 8 ohm. Đây là một trong số những mẫu model rất là nổi tiếng rồi. Có thể nói đây là một trong số những mẫu model đã làm nên tên tuổi của thương hiệu JBL ở trong phân khúc tầm tiền trên 30 triệu đồng, rất là tuyệt vời. Và cặp loa này thì có mức giá là 33.500.000 đồng. Các bác nhìn thấy đây là chiếc âm ly có mức giá bình dân, đó là dòng model PM74D. Đây là chiếc âm ly Marzahn PM74D đến từ Nhật Bản. Đây là chiếc âm ly với tình trạng của nó rất là mỹ mãn, đẹp về hình thức bề ngoài và zin về nội thất của nó ở phía bên trong. Đối với dòng âm ly này thì các bác nhìn thấy nó được thiết kế các tính năng chỉnh bát chép độc lập dành cho từng vế này. Các bác nhìn thấy đây là chỉnh chép dành cho vế trái, và đây là chỉnh chép dành cho vế phải, rất là tuyệt vời. Và ở phía dưới bát cũng như vậy, các bác có thể chỉnh bát cho vế phải này và bát cho vế trái này. Đấy, bác nào thích chỉnh như thế nào thì tùy theo cái ý thích của mình. Điểm là rất là tuyệt vời cho chiếc âm ly này. Ở dưới thì các chế độ speaker 1-2, các bác có thể đánh đồng thời hai cặp loa cùng một lúc. Chất âm của Marzahn thì các bác biết rồi, tiếng của nó đem đến rất là mềm và dẻo. Bên này là các chế độ Input Selector và Z-Out Selector, ba lăng, rồi là low lớt, rồi là volume chỉnh âm lượng to nhỏ. Điểm nhấn của nó thì các bác thấy hai bên nó sử dụng hai cái má gỗ được bố trí sơn bóng piano rất là sang trọng và đẹp mắt. Và chiếc ly này thì nó có công suất tiêu thụ điện là 220W. Và đây là chiếc ly có chế độ đánh Class A và Class AB. Đối với những dòng loa có trở kháng là 8 ohm, nó có công suất thổi ra ở chế độ Class A là 25W. Và chế độ Class AB đối với dòng loa có trở kháng là 8 ohm là 100W trên một kênh, rất là tuyệt vời. Đấy, các bác thấy rất là tuyệt để cho chúng ta có thể xây cho mình chiếc âm ly có mức giá là 9 triệu đồng thôi. Và chiếc âm ly này thì các bác nhìn thấy để cùng với chiếc đầu CD Marzahn 94 thì các bác thấy nó rất là đồng đều nhau. Các bác thấy má gỗ của nó đây đều được bố trí sơn bóng và cùng kích thước về chiều ngang cũng như là về chiều sâu, đều có trọng lượng các bác đều có kích thước là ngang là 46,6 gì đó và chiều sâu của nó vào khoảng 37,8. Và đối với chiếc đầu CD Marzahn 94 này, các bác nhìn thấy ở phía bên này nó hiển thị cái màn hình vi tính của nó rất là đẹp, màu xanh dương, dòng này mắt rất là khỏe để lên một bộ combo nhìn rất là đã mắt. Và chiếc đầu này thì có mức giá là 13 triệu đồng. Và như vậy vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu sơ qua đến các bác về bộ cấu hình này rồi. Và sau đây thì em sẽ đi vào test âm. Xin mời các bác cùng vào nghe và thưởng thức một đoạn chất âm trên bộ cấu hình này. Và nếu như các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh đây. Một đóa hoa hồng tươi.
Như vậy vừa rồi thì các bác cũng đã vừa được thưởng thức một đoạn chiết âm rất là tuyệt vời trên bộ cấu hình này rồi. Các bác nghe thấy tiếng của nó rất là mềm dẻo. Đặc biệt là chiếc âm Limazan PM74D có mức giá chỉ 9 triệu đồng kết hợp với cặp loa JBL L100 Century phiên bản chéo hàng có mức giá là 33 triệu 500 nghìn đồng. Các bác thấy bộ cấu hình này kết hợp rất là tuyệt vời. Và sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip này ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo.